Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với công ty thiết bị điện tử nghe nhìn website camera quay lén 360.vn, điện thoại tư vấn Zalo 0825533666 các bạn nhé. Thì những bạn nào mà có nhu cầu mua hàng về tất cả những cái dòng sản phẩm như là camera mini siêu nhỏ này, thiết bị định vị GPS siêu nhỏ này, máy game ghi hình siêu nhỏ này, thiết bị dò sóng, thiết bị nghe nén thì các bạn hoàn toàn có thể là nhanh tay nhấc máy alo trực tiếp với mình qua cái số hotline ở trên các bạn nhé. Và hôm nay trong cái clip này là mình muốn giới thiệu đến tất cả các bạn về một dòng sản phẩm camera siêu nhỏ V9 các bạn nhé. Về cái dòng sản phẩm này thì đang được bán rất là thịnh hành trên thị trường, cũng như là nhiều khách hàng biết và đang quan tâm tới cái dòng sản phẩm này, nên hôm nay là bên công ty của mình sẽ quay cũng như là giới thiệu thêm một cái clip nữa, là muốn giới thiệu kỹ càng hơn về tất cả những cái chức năng, những cái công dụng của dòng sản phẩm V99 này, mà vì sao lại được nhiều khách hàng ưa chuộng và thích mua đến như vậy các bạn nhé. Đây là cái vỏ hộp của sản phẩm này, và khi các bạn mua hàng ở đây là bên mình sẽ tặng kèm cho tất cả các bạn một cái thẻ bảo hành chính hãng với chính sách là một đổi một cho tất cả các bạn trong vòng 1 năm các bạn nhé. Cứ lỗi là đổi mới, cứ lên các bạn không phải lo khi mua hàng của bên công ty mình đâu. Cái thứ hai là khi các bạn mua hàng là sẽ được tặng kèm theo một cái thẻ nhớ chính hãng, ở đây là 128GB các bạn nhé. Thẻ nhớ 128GB này là sẽ giúp các bạn hoàn toàn có thể là lưu trữ được dữ liệu, lưu trữ được thông tin lên tới là 18 ngày, và khi đầy cái thẻ nhớ này là nó sẽ tự động lưu chèn lưu đè, có nghĩa là sang ngày 19 là đầy đúng không, thì nó sẽ tự động xóa ngày số 1 để lưu ngày 19, sang ngày 20 nó sẽ tự động ngày xóa ngày số 2 để lưu ngày 20, sang ngày 21 sẽ tự động xóa ngày số 3, để đảm bảo cho các bạn là luôn luôn lưu vào cái thẻ nhớ này là được 18 ngày liên tục các bạn nhé. Tiếp tới đây là sẽ có một cái dây cáp sạc tặng kèm theo cho tất cả các bạn. Cái dây cáp sạc này thì sẽ giúp các bạn hoàn toàn có thể là sạc điện được cho cái camera này các bạn nhé. Và các bạn chú ý giúp mình này, khi các bạn mua hàng là sẽ được tặng kèm theo 7 cái loại mắt cúc áo ngụy trang ở đây. Thì đa số là mọi người hay dùng cái loại mắt cúc áo sơ mi này, hay là mắt cúc áo măng tô này, hay là đầu đinh này, đầu ốc vít này, thì các bạn hoàn toàn có thể là sử dụng được các bạn nhé. Đầu đinh, ốc vít, đa số mọi người là sử dụng 4 cái loại mắt cúc áo này đấy, thì là mọi người hay sử dụng nhiều nhất. Và ở đây mình sẽ phân tích cho các bạn về những cái cấu trúc cũng như là cái nguyên lý hoạt động của chiếc V99 này các bạn nhé. Kèm theo đây là có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt này. Nói chung là tất cả những cái gì mình quảng cáo ở trong clip này là nhận hàng các bạn sẽ nhận được hết như vậy luôn các bạn nhé. Và bây giờ cái quan trọng là cái nguyên lý hoạt động của máy này. Đầu tiên đây là cái quả pin các bạn nhé. Quả pin của thiết bị này là sẽ sử dụng được 12 tiếng, 10 đến 12 tiếng các bạn nhé. Lối dây quả pin này sẽ truyền nguồn điện thông qua dây dẫn đen đỏ này. Đấy, dây dẫn đen đỏ lên cái main mạch của máy này. Và cái main mạch của máy sẽ truyền lên mắt camera bằng một cái dây cáp dù như thế này. Rất là mỏng mỏng như tờ giấy luôn, mỏng bay luôn các bạn nhé. Mắt camera ở đây nhỏ tí như đầu bút bi luôn các bạn nhé. Về cái mắt camera này thì các bạn sẽ hoàn toàn có thể là ngụy trang được vào mắt cúc áo sơ mi này, hay là ngụy trang vào cua măng tô này thì cũng rất là ok, hoặc là ngụy trang vào đầu đinh này thì cũng cực kỳ là ổn luôn các bạn nhá. Đấy, thì tùy theo vị trí, ví dụ các bạn đặt ở rèm chẳng hạn, rèm cửa thì lại không lên ngụy trang cái gì cả, hay là ngụy trang lên mừng lên người thì lại lên ngụy trang cái mắt cua áo sơ mi này các bạn nhá. Để ngụy trang mắt của áo sơ mi này thì cũng rất là ok các bạn nhá. Đấy, ngụy trang về cái dòng sản phẩm này đấy thì nó sẽ nuôi cái nguồn điện này từ quả pin thông qua dây đen đỏ lên cái main mạch của máy này và lối lên mắt camera. Đây chính là cái cột sóng các bạn nhá. Cột sóng ở đây thì sẽ giúp là thu sóng cho nó khỏe, cho nó tốt để máy hoạt động ổn định hơn. Và các bạn chú ý giúp mình này, khi hết pin thì các bạn hoàn toàn có thể, ở đây là có một cái chân sạc này, chân sạc Android là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn hoàn toàn có thể là cắm sạc trực tiếp vào đây. Đấy, cắm sạc trực tiếp vào đây để sử dụng 24/24, vừa có nguồn điện lui cam và vừa có nguồn điện là lui quả pin này luôn các bạn nhé. Trong trường hợp khi các bạn cắm sạc trực tiếp này thì các bạn rút quả pin này ra cũng được, bởi vì bản chất của quả pin này là tích điện để lui cái cam này. Đấy các bạn nhé, như vậy để các bạn hiểu, để cho các bạn dễ hiểu hơn về cái dòng sản phẩm này. Chứ nhiều các đơn vị khác người ta chỉ quảng cáo qua thì các bạn sẽ không hiểu sản phẩm này là sản phẩm V99 và có dây các bạn nhé. V99 có dây này đây, và tất cả những cái phụ kiện này thì các bạn gấp gọn hết vào cho mình này. Đấy, gấp gọn hết vào cho mình, và các bạn chỉ cần hở duy nhất cái mắt camera bé tẹo là teo như này ra thôi là các bạn hoàn toàn có thể là quan sát và giám sát được các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng trên cái điện thoại của mình. Đầu tiên các bạn chú ý giúp mình này. Đầu tiên là các bạn tải giúp mình một cái ứng dụng có tên là Lookcam các bạn nhé. Ứng dụng này tên là Lookcam, cam là bước đầu tiên. Bước thứ hai là các bạn vào phần cài đặt tìm wifi của điện thoại này. Đấy, thì chiếc cam này sẽ phát ra một cái mã wifi nhìn rất là dài và không có mật khẩu như này, mà các bạn nhìn nó rất là lạ các bạn nhé, là bước thứ hai. Bước thứ ba là các bạn quay trở lại phần mềm Lookcam là bước thứ ba. Sau khi quay trở lại phần mềm Lookcam, nó sẽ tạo ra một cái ô này và hiển thị lên chữ device online màu xanh như thế này các bạn nhé. Những bạn nào muốn xem thì chấm thẳng vào đây để các bạn xem luôn hình ảnh của nó các bạn nhé. Đây hình ảnh của nó đây, thì chất lượng thì là siêu nét luôn. Đấy, các bạn có thể zoom này,
Đấy, zoom đây là độ phân giải sản phẩm nó là 4K này. Đấy 4K này. Ngoài ra nó đọc chữ ở đây thì là mắc led luôn các bạn nhá. Đây các bạn có thể nhìn này. Đấy, xem rất là led về dòng sản phẩm này. Đấy, soi chữ là led này thì các bạn sẽ biết là soi quang cảnh nó là ok như thế nào rồi đấy các bạn nhá. Đấy, xem ở đây nó rất là ok các bạn nhá. Đấy, cực kỳ là rõ ràng, cực kỳ là sắc nét này. Những bạn nào mà thấy cái bức hình này led đẹp muốn chụp lại thì ấn vào đây để chụp lại này. Đấy, ấn vào đây để chụp lại này. Còn những bạn nào muốn quay video thì ấn vào đây để quay video này. Đấy, đây là đang quay video có cả hình cả tiếng luôn các bạn nhá. Đấy, ấn để lưu lại. Và các bạn chú ý giúp mình này. Ngày giờ này là đúng với ngày giờ hiện tại luôn này. Đấy, độ phân giải sản phẩm đây đó là 4K này. Đấy, còn những bạn nào mà muốn bật hồng ngoại quay đêm các bạn nhé, bật hồng ngoại quay đêm, hay là những bạn nào muốn tăng ánh sáng của cái chất lượng này thì chọn vào hình trắng xám này để tăng ánh sáng lên này. Đấy, còn những bạn nào mà muốn bật hồng ngoại quay đêm thì ấn vào biểu tượng bóng đèn có ba cái tia này để bật hồng ngoại quay đêm này. Đấy, các bạn thấy chưa, rất là ok về dòng sản phẩm này các bạn nhé. Tắt đi này, quay đêm chỉ có đen trắng thôi các bạn nhé, quên không nhấn mạnh với các bạn, quay đêm chỉ có đen trắng thôi. Đấy, rất là led về dòng sản phẩm này các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách lưu cũng như là cách xem hình ảnh vừa xong, chụp hình ghi âm thì xem lại ở đâu. Các bạn sẽ vào chữ photo này và zoom mình này. Đấy các bạn nhé, các bạn xem lại hình ảnh đây, xem lại là mình cũng zoom được hết các bạn nhé. Còn ngoài ra cái dòng sản phẩm V99 này thì có chức năng lưu vào thẻ nhớ, cài đặt xem từ xa, cảnh báo chuyển động, nói chung là rất là nhiều chức năng khác thì mình sẽ để ở video sau các bạn nhé. Thì các bạn quan tâm về cái dòng sản phẩm camera siêu nhỏ V99 này thì các bạn hoàn toàn có thể là nhanh tay nhấc máy alo trực tiếp với mình qua cái số điện thoại ở trên, là bên mình sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ đến tất cả các bạn nhé. Hãy nhớ đăng ký kênh YouTube Đăng Phát để là người đầu tiên nhận những cái sản phẩm mới nhất, video mới nhất của bên mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.